Xin chào bác nhé. Tiếp tục trong clip ngày hôm nay thì bên em cửa hàng lại lên sóng cho bác những dòng củ để bãi và cập nhật cho bác những model sản phẩm mà cửa hàng mới về. Thì trước màn nhỏ các bác, đây là một chiếc cục đẩy bãi MU nhé, MU Rock 2. Thì cửa hàng tiếp tục có hàng về. Là trước về một cái lô sản phẩm rất là nhiều thì các bác ủng hộ rất là nhanh. Và cái dòng này thì ngoài cái độ bền lành, bởi vì là nó rất là lành nhé, máy rất lành. Bên cửa hàng thì gần như nhập về số lượng 10 chiếc được cả 10. Và các bác chơi những dòng này thì bên mua bên cửa hàng rất là nhiều rồi, gần như nó không có lỗi vặt nữa nhá. Từ những cái chiến áp nó gần như không sợ sẹt mấy cơ. Đấy, rất là lành và tiếng hay, sử dụng mạch class H. Thì ngày hôm nay tiếp tục cửa hàng lại có hàng về thì bên cửa hàng lại thông báo kênh để bác nắm được. Và với cái giá rất hợp lý nhá. Cũng như là những dòng đẩy như Sonda LA 1.0 thì cửa hàng lại tiếp tục cập nhật để gửi cho lên đồ nhà các bác. Với cái giá chưa đầy 2 triệu nhé, cả ship nó rơi vào tầm 1 triệu 9 thì bác sở hữu ngay một chiếc Sonda LA 1.0, công suất 6 mã một kênh. Máy Sonda thì nó rất là bền và lành. Đấy, bền lành, đánh một chiếc đẩy này các bác có thể chơi được 2 cặp 30 cũng vẫn chơi bình thường, bởi vì cái dòng này nó rất là khỏe. Anh em thợ thì lấy về rất là nhiều, đi lắp cho khách cũng như là lắp những cái bộ dàn kéo kéo nhỏ. Giá rất hợp lý nhé. Và linh kiện thì toàn những cái linh kiện nó cũng là dùng linh kiện cao cấp thôi, cho nên là dùng rất là bền. Thì những cái hàng này thì bên cửa hàng cũng cập nhật hàng để trả hàng cho các bác. Và tiếp tục lên sóng bác những cái dòng đẩy Rock 2 thì cập nhật hàng về. Nhiều bác là hôm trước đặt bên cửa hàng không còn hàng thì hôm nay tiếp tục cửa hàng có hàng về đó nhé. Máy rất đẹp, size 2U. Con này size 2U rất đẹp luôn. Công suất thì được khoảng 600W một kênh nhé, 600W một kênh. Máy nó mới khoảng trên 90% nhé, rất đẹp, nguồn đồng. Đây các bạn nhìn cái dây dợ này, mới tinh, tụ khoảng đét nhé, khoảng đét luôn. Dòng Rock 2 thì nó chạy cả sò tô, cả sò NG nữa nhé. Thì ở đây là những chiếc cục đẩy mà chạy sò NG. Đó, chạy hai quạt gió, rất là êm. Giá thì nó cực kỳ hợp lý, giá 2 triệu 8 bao ship nhé, giá vẫn vậy. Nhìn cái số xe gì nó còn mới tinh này. Đằng sau nó sẽ có hai đường vào, một con đông và hai đường linh mới nhá. Ra loa thì có cọc loa và đang nút chích. Loa đánh là cả 4 ôm thì 4 ôm nó 900W một kênh nhá. Đánh là cả 4 ôm luôn. Đây, nó ghi cả 4 ôm cả 8 ôm, đây là dây nguồn này. Và có công tắc có cái dơ le bảo vệ nữa nhá. Này rất hiện đại luôn. Cái dơ le này thì khi mà xảy hiện tượng thì sẽ ngắt nhá, ngắt dơ le này để bảo vệ toàn bộ cái máy bên trong. Thì bên trong này các kênh nó sẽ có cầu chì bảo vệ tiếp nó, để khi ví dụ gặp sự cố thì nó sẽ tránh hư hại nhiều nhé. Nên dòng này thì dùng nó cũng rất là yên tâm, có dùng gần như là nếu nó có sự cố là nó sẽ ngắt cầu chì nhé, rất yên tâm luôn, để nó tránh hư hại nhiều hết cho máy. Và nó có một thêm cái bo là bo lưng tiếng này. Đấy, mỗi kênh đều có bo vị lưng tiếng này. Tiếng thì cực kỳ là ok với nhé, cực kỳ ok. Giá 2 triệu 8 bao ship. Thì bên cửa hàng cũng cập nhật cho bác những cái dòng cục đẩy công suất mới về. Bác nào đặt hàng liên hệ sớm với em nhé. Số điện thoại 0385 2228, bên em ship hàng toàn quốc. Các bác xem video bên em thì xin bỏ mỗi người nút like nhé. Bên cửa hàng sẽ luôn cập nhật những video clip mà báo giá tốt cho bác để bác chơi. Ok, em xin chào bác.